Ông Ether L. Kaplan, tiến sĩ, giám đốc đạo đức y khoa, Trung tâm Y tế Langone thuộc Đại học New York cho hay, nếu quý vị định đến Trung Quốc để được cấy ghép gan trong 3 tuần ở đó, thì điều đó có nghĩa là có người sẽ sắp xếp một vụ hành quyết, lấy mẫu nhóm máu và mẫu mô của một người có khả năng sẽ bị hành quyết và chuẩn bị sẵn sàng cho ca cấy ghép trước khi quý vị cần rời đi. Ông Vương Đăng, một trong các cựu lãnh đạo sinh viên của các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 cho hay, thế giới cần phải hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng sử dụng vũ lực. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc có được quyền lực là bằng vũ lực, duy trì sự kiểm soát bằng bạo lực. Vì vậy, bạo lực là một yếu tố rất quan trọng. Đặng Tiểu Bình và cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã tính toán rất kỹ. Họ đều biết rằng, theo thời gian thì người ta sẽ lãng quên những chuyện đã xảy ra. Nên việc Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục đàn áp người dân Trung Quốc dường như đã trở thành thông lệ. Nhưng thời gian đã không thể xóa nhòa đi một nhóm người lương thiện bị bức hại ở Trung Quốc, mà ngày càng làm nổi bật hơn một sự thật mà cả thế giới cần nên biết. Chấn động thế giới, bầu trời như sụp đổ ngày 20 tháng 7. Nhìn lại lịch sử đàn áp người dân Trung Quốc, chúng ta thấy những gì? Đại cách mạng văn hóa, phá bỏ tứ cựu, đập tượng Phật, phá chùa, đốt hết kinh sách. Đó là những gì đã xảy ra cách đây 58 năm sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng bạo lực chiếm đoạt chính quyền. Nhưng chưa dừng lại, chính quyền này vẫn đang tiếp tục đàn áp đức tin, bắt giữ người dân lương thiện một cách vô tội vạ, giam cầm và tra tấn, sát nhân hàng loạt, thu hoạch nội tạng cưỡng bức, trục lợi bất chính. Những hành vi mang rợ vừa mới kể trên của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là nhắm đến những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, đột nhiên gần 100 triệu người dân thiện lương ở Trung Quốc cùng bằng hữu và thân quyến của họ bị chính quyền đẩy vào một cuộc khủng bố kinh hoàng, bắt bớ, đánh đập, tù đày, tàn bạo hơn cả thời Trung Cổ gấp nhiều lần, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Pháp Luân Công là gì mà vào ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã phải thông qua cả một đạo luật để bảo vệ môn tập này. Ngày 13 tháng 5 năm 1992, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tập này giúp thân tâm an lạc, người người trở nên tốt lên. Đó chính là Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Những người theo học được yêu cầu hành xử theo các nguyên lý phổ quát là chân, thiện và nhẫn trong cuộc sống thường nhật của mình, kèm theo tập luyện 5 bài công pháp tĩnh tại, ôn hòa. Sức khỏe của rất nhiều người đã nhanh chóng cải thiện một cách kỳ diệu, cả tâm và thân. Môn học lại miễn phí, thế là người người hào hứng truyền dạy cho nhau. Chỉ trong 7 năm ngắn ngủi, ước tính đã có khoảng 70 đến 100 triệu người trên khắp Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công. Môn tập này mang đến cho xã hội Trung Quốc một sinh khí thăng hoa. Đâu đâu cũng thấy có người đeo huy hiệu Pháp Luân Công trên ngực, như hoa mai nở khắp nơi, lan tỏa thông điệp thiện lương tốt đẹp. Tuy rằng cựu Chủ tịch Quốc hội Kiều Thạch cũng như nhiều lãnh đạo cao cấp thời đó khẳng định sau khi điều tra rằng Pháp Luân Công trăm điều lợi, không một điều hại. Nhưng có một người đã tật đổ không thể chịu đựng nổi điều này, đó chính là Tổng Bí thư đương thời Giang Trạch Dân. Viện cớ rằng có quá đông người học Pháp Luân Công, bao gồm rất nhiều quan chức, giới trí thức, đảng viên, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể kiểm soát được lương tri và đức tin của gần 100 triệu người và điều này gây nguy hiểm cho chính quyền Trung Quốc, nên ông Giang đã ra lệnh đàn áp tàn bạo những người tu luyện. Lúc này, ông Giang không có nhiều uy tín trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và dân chúng. Do đó, ông ta đã tìm cách xây dựng nền tảng quyền lực cho riêng mình và những học viên Pháp Luân Công thiện lương là một mục tiêu dễ dặn. Vì vậy, một cuộc cách mạng văn hóa thứ hai để thể hiện quyền lực chính trị và sự tôn sùng cá nhân đã bắt đầu, thậm chí là khốc liệt hơn
rất nhiều lần. Ông Vương Đan, một trong các cựu lãnh đạo sinh viên của các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 cho biết, thật ra, nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù là Đặng Tiểu Bình hay Giang Trạch Dân cũng vậy, họ thừa biết rằng nếu xuống tay đàn áp tàn độc dân thường, nhất là những người lương thiện, thì chắc chắn các quốc gia phương Tây sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, tôi nghĩ cả thế giới phải nhớ rằng, kinh tế không phải là ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ quan tâm đến quyền lực của mình còn hơn cả kinh tế. Vậy nên, mặc dù Giang Trạch Dân lường trước được các lệnh trừng phạt, nhưng ông ta không quan tâm. Ông ta chỉ muốn biết liệu ông ta có thể duy trì quyền lực hay không, vì điều đó còn quan trọng hơn cả kinh tế. Giang Trạch Dân đã chỉ thị thành lập một tổ chức siêu quyền lực chuyên giải quyết vấn đề pháp luân công, lấy tên là Phòng 610. Tổ chức này nằm ngoài vòng pháp luật và không chịu bất kỳ sự ràng buộc pháp lý nào. Hãng thông tấn Reuters từng so sánh mức độ tàn bạo của Phòng 610 với Gestapo hay lực lượng cảnh sát mật của Đức Quốc xã. Giang Trạch Dân dự định sau 3 tháng sẽ xóa sổ pháp luân công và chỉ thị thực thi chính sách bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể, vắt kiệt tài chính, đánh chết và tính là tự sát. Để hợp thức hóa cuộc đàn áp này, Giang Trạch Dân cùng nhóm của mình đã chỉ thị dàn dựng vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn và vu khống cho pháp luân công là tà giáo. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền rầm rộ trên truyền thông, đẩy cuộc diệt chủng lên một nấc thang mới. Toàn bộ xã hội Trung Quốc thời đó sống trong bầu không khí của khủng bố đỏ, buộc phải theo dõi, tố giác nhằm truy diệt bất cứ ai học pháp luân công hoặc có thiện cảm với môn tập này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt các trại lao động cưỡng bức, bệnh viện tâm thần, trung tâm cai nghiện ma túy, nhà tù bí mật và các cơ sở giam giữ khác để tiến hành bắt cóc, tra tấn nhằm chuyển hóa các học viên pháp luân công, buộc họ từ bỏ đức tin và phải cam kết như một kiểu trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lưu Văn Vũ, một học viên pháp luân công từng tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật nhiệt tại trường Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh giá bậc nhất của Trung Quốc, cho biết: dưới sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một học viên pháp luân công sẽ có hai sự lựa chọn. Một là trở thành nô lệ của chế độ này, có nghĩa là quý vị phải xóa sạch nhân tính và sống không có phạm giá. Đây là cách sống mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mong đợi ở người dân kể từ khi họ lên nắm quyền. Và hai là giữ gìn vẻ đẹp nội tâm của tinh thần con người và theo đuổi các giá trị truyền thống như chân, thiện và nhẫn. Cô Trần Hoa, một học viên pháp luân công sinh ra trong một gia đình nhạc sĩ ở Quảng Châu, bị bắt phi pháp vào năm 2000 và bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức nữ tra đầu. Cô nói rằng: họ muốn tôi viết một tuyên bố từ bỏ tu luyện pháp luân công, nhưng họ không làm được. Tội ác phản nhân loại. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng leo thang và lên đến đỉnh điểm khi chính quyền này nhìn thấy cơ hội kinh doanh trị giá hàng tỷ USD từ hàng triệu học viên pháp luân Đại Pháp. Các cơ sở cấy ghép nội tạng bí mật và công khai ở Trung Quốc mọc lên như nấm sau những năm 2000. Trung Quốc trở thành tâm điểm giao dịch nguồn tạng sống, trung tâm quốc tế của ngành du lịch cấy ghép. Tuy nhiên, 6 năm sau đó, bức màn đen tối này mới dần dần được phơi bày. Bắt đầu từ năm 2006, hai công dân Canada là luật sư nhân quyền quốc tế Travis Madras và cựu quốc vụ khanh đặc trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương David Kilger đã bắt đầu điều tra các cáo buộc về hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Họ đã tìm thấy ít nhất 52 bằng chứng gián tiếp, trong đó có các trang web của các bệnh viện Trung Quốc cho biết họ có thể cung cấp nội tạng phù hợp trong vòng chưa đầy một tuần. Ông Edward Macmillan Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu khẳng định rằng: tôi hoàn toàn tin rằng trong một thời gian dài từ năm 1999 trở đi, việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân đã diễn ra, đặc biệt là từ học viên pháp luân công. Ngài David Madras cho hay: chúng tôi ước tính rằng trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005 có 41.500 ca cấy ghép mà không có giải thích về nguồn gốc nào khác. Ngài David Kilger cho biết:
Các bác sĩ sẽ đến các trại lao động, họ sẽ khám mắt, siêu âm để kiểm tra nội tạng và làm những xét nghiệm tương tự. Và các học viên Pháp Luân Công là những người duy nhất trong các trại này được kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Ông Damon Noto, bác sĩ y khoa, phát ngôn viên của Hiệp hội Bác sĩ chống thu hoạch nội tạng cưỡng bức cho hay: Quân đội Trung Quốc đang kiếm tiền từ việc đó, các bệnh viện đang kiếm tiền từ việc đó, những người trung gian đang kiếm tiền từ việc đó. Khi chúng ta nói đến tiền, chúng ta đang nói về một hoạt động kinh doanh trị giá hàng triệu đô la. Và người trong cuộc cũng đã dũng cảm đứng lên thừa nhận. Ngày 20 tháng 4 năm 2006, nữ nhân chứng tên Annie, cựu nhân viên của một bệnh viện ở miền Bắc Trung Quốc, thừa nhận trước báo chí quốc tế rằng chồng cũ của cô là một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Ông đã tham gia cưỡng bức lấy giác mạc của khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công bị cầm tù từ năm 2001 đến năm 2003. Tất cả những người này vẫn còn thở vào thời điểm bị thu hoạch giác mạc. Tháng 6 năm 2016, ba nhà điều tra độc lập bao gồm ông David Kilger và hai luật sư nhân quyền quốc tế là ông David Maras và ông Ethan Goodman đã công bố một báo cáo dài 680 trang là các bằng chứng không thể chối cãi về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhà điều tra này ước tính hàng năm có khoảng 60.000 đến 100.000 ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng được thực hiện tại các bệnh viện của Trung Quốc. Điều đó đã mang lại khoảng 9 đến 10 tỷ USD mỗi năm. Hoạt động cấy ghép công nghiệp này đang diễn ra trên khắp Trung Quốc. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, một tòa án độc lập tại London mang tên Tòa án Luận tội Trung Quốc, China Tribunal, cũng đã có phán quyết xác đáng về hoạt động thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Ngày 17 tháng 4 năm 2003, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ hai đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì họ bị buộc tội theo dõi và trấn áp các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ. Và gần đây nhất là vào ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức thông qua cả một đạo luật để bảo vệ Pháp Luân Công. Hiện tại, có đến gần 30 quốc gia đã xây dựng hoặc đang chuẩn bị xây dựng đạo luật Magnitsky toàn cầu tương tự Hoa Kỳ nhằm công khai danh tính, cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản ở ngoại quốc của những thủ phạm đàn áp nhân quyền. Ngày 18 tháng 7 năm 2020, 606 nhà lập pháp đến từ 30 quốc gia đã ký một tuyên bố chung nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại này. Ngày 20 tháng 7 năm 2024, là ngày đánh dấu 25 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Đây là dịp để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng có một cuộc đàn áp diệt chủng chưa từng có tiền lệ đang diễn ra trong thế giới văn minh của nhân loại chúng ta. Ông Trương Nhi Bình, phát ngôn viên Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với The Epoch Times rằng: Chúng tôi kêu gọi người dân Trung Quốc hiện lương và cộng đồng quốc tế có lập trường rõ ràng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, phản đối cuộc bức hại vô nhân đạo này của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo vệ giá trị phổ quát là chân, hiện và nhận, vốn là những giá trị hết sức cần thiết cho xã hội nhân loại. Và ngày càng có nhiều bác sĩ, nghị sĩ, chính khách quốc tế, luật sư nhân quyền quốc tế, ký giả và người dân trên khắp thế giới đang nâng cao nhận thức cho công chúng về tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức này.